Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum. Ngay bây giờ là 3 giờ uh, 2 phút chiều ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thì uh, mình sẽ đi thẳng vào vô luôn. Ok, về đếm sóng thì mình đang nằm trong cái sóng gọi là sóng số 4 nha. Sóng số 4 thì chưa có cái tín hiệu kết thúc. Ok, sau đó mình còn thêm một cái sóng số 5 nữa. Ngay bây giờ là một cái gọi là sóng hồi thôi nha. Sau đó, nhà xác suất, nhà xác suất là sẽ có thêm một cái sóng xuống nữa nghe và cái sóng đó cái okay, ngay bây giờ con số là đâu khoảng cỡ một ngàn rưỡi ba hoặc một ngàn tư ok à, nếu nghe nếu mà nó không nếu mà nó vẫn nằm ở dưới một ngàn nếu con giá của Ethereum vẫn nằm dưới 1725 thì xác suất sẽ gặp con hai con số này khá là cao, khá là cao trong những cái giờ và những cái ngày tới đây thì vừa rồi trong cái cái thứ bảy chủ nhật vừa rồi thì thường thường nó là sóng thứ tư xảy ra ok thì sóng thứ tư thường thường là sideways khá là chán nản thì vừa rồi nó cũng là khá là chán nản à, sóng thứ tư á ok chưa có kết thúc nghe à, nhìn vô những gì mình thấy ngay bây giờ thì nó đang nằm trong một gọi là một cái hình hài có thể là mình cho cái 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 hình cái này nó kéo xuống đi ha cho nó mình dễ để kéo con này luôn này đây okay thì nó đang nằm ở trong một cái hình tam giác nha vừa rồi những cái giờ vừa rồi nó chạy á, thì có vẻ là Ethereum đang nằm ở trong một cái hình tam giác mà xác suất của hình tam giác này á thì là gọi là nó phá vỡ đi lên ngay bây giờ bạn zoom vô bạn có thể thấy là nó đang nằm ở gọi là cái trendline ở dưới nó đang nằm ở trên cái trend line ở dưới gọi là đang có cái đà bật bể đi lên để biết cái hình tam giác này nó phá vỡ đi đâu thì Uh, rất là đơn giản bạn uh, đây cái đấy cái đấy vừa rồi của nó là ở đây ok là 1006 100662 63 ở đây ok nếu nó phá vỡ dưới 1006 ok thì mình đã ghi sẵn cho bạn rồi ok 63 là mình biết là nó là phá vỡ đi xuống ok nhưng riêng cái hình tam giác này tương tự cái xác suất là nó phá vỡ đi lên làm sao để biết vậy ok thì đây mình cũng đã xã nếu nó phá vỡ này, nó phá vỡ bắt đầu đi lên 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 lên, cắn cái trendline line và cắn luôn cái chỗ này, con số này và cái con số này là 1697, Thì đó là hai con số mà nên quan tâm để bạn biết ngắn hạn nghe những cái giờ tới đây nó xuống hoặc lên. Thì nếu nó cắn con này, ok là điểm đây thì mình biết nó là lên. Nếu nó cắn con này, ok thì chuẩn bị con kế tiếp cho nó là 1605 và những con số thấp hơn vừa rồi mình đã nói là rưỡi 30, 1 4, 40, nghe okay. 1450, 1400. Thì con giá này, nghe con giá này và con giá này nó định hướng nó nói lên cái câu chuyện xuống hoặc lên nghe bây giờ. Ok, 1663. Dựa theo nếu bằng zoom vô thì nó đang có cái đà quay đầu đi lên lại, ok. Và cái đợt này nó lên á thì à, về đếm sóng nghe thì nó mình sẽ cho cái, những con này nó bự hơn chút xíu, ok. Thì nó lên đâu khoảng cỡ Nghe nó lên đâu khoảng cỡ một nghìn hai mươi hai mấy ok rồi nó quay đầu đi xuống thôi nhưng mà nếu mà nó lên mà nó cắn luôn cái một nghìn nằm trên đó giờ này qua giờ nọ một ngày hai ngày thì cái trend nó đã thay đổi từ xuống trở thành lên có nghĩa là cái sóng số 5 sẽ không xảy ra nữa nếu nó nằm trên cái con 1725. Vừa rồi là mình cũng có biết có những người mới mới bước vô. Thì những cái hình hài ở kỳ trước là gọi là mình không có bỏ sót một cái thứ gì hết, có nghĩa là mình không có xóa nó đi. Thì nó rất là rối và vừa rồi là gọi là mình giải quyết mình xóa rất là nhiều thông tin, ok, về cái con Ethereum này, ok, thì đây là cái sóng một đi lên, ok, sóng một đi lên. Và đây là mình đang nằm trong cái sóng 2, ok, sóng 2 là cái sóng lớn, ok. Rồi sau đó mình có cái sóng 3 là cái sóng lên, ok. Thì để mình gọi là gõ vài con số vô trong đây để bạn biết. Đây là sóng 1, ok. Và mình có thể đổi nó thành 40 luôn, ok và đổi màu nó luôn thành màu à. Màu này đi ha. Ok 1, 1. Ok. Đây là sóng 1, sóng lớn. Ok. Rồi sau đó um, mình sẽ lùi back. Sóng 1 đây, đây những cái đợt đi lên này. Trong một cái sóng 1 nó có 5 sóng nhỏ 1, 1 2 3 4 5. Ok. Và vừa rồi từ 1 tới 2 thì nó có ba cái sóng. Ok, ba cái sóng. Nhưng mà để mình gõ cái con số 2 nó nằm ở đây. Okay. Okay. Số 2. Ngay bây giờ mình đang trải nghiệm còn số 2 tôi không có gì hết, sau đó mình sẽ có con số 3, số 4 và số 5, ok. Thì ngay bây giờ là mình đang nằm trong cái gọi là cái sóng số 2. Ok, cái cuối cùng của cái sóng số 2 à, có thể là sóng số 2 đã kết thúc ở đây rồi nhưng mà bây giờ nếu nó bò lên nữa thì là mình mình mới biết là sóng số 2 đã kết thúc và sóng số 3 đã bắt đầu và cái sóng số 3 ok là cái sóng lớn nhất, nhà lớn nhất trong tất cả những cái sóng, ok. Mình sẽ đổi nó thành màu vàng đi ha, sóng số 2, ok. Và đây là mình cũng đổi nó thành màu vàng luôn trong một cái màu mà nó gọi là khác lại với những cái thứ những cái thứ khác sóng số 1 mình đang chạy sóng số 2 sau đó sóng số 3 ok là sóng hồi đi lên nhưng mà đầu tiên thì nó phải đánh vỡ cái con 1725 hai con số quan tâm ngắn hạn ngay bây giờ những giờ tới đây là 1660 1697 nếu nó cắn con số đó thì mình biết cái trend này là nó ngắn hạn nghĩa là cái hình tam giác này phá vỡ đi lên ok nhưng mà nếu nó cắn 1663 thì mình biết là nó nó phá vỡ đi xuống ok Sát xuất Nhớ là xác suất thôi nha 60% là nó phá vỡ đi lên 40% là phá vỡ đi xuống Ok Tùy Nha tùy thường Tùy, tùy thị trường Ok Ở đây mình không phải là market maker Mình chỉ là một người gọi là Phân tích nó một cách kỹ càng cho bạn hiểu Nếu nó cắn con này Thì giá đi xuống Nếu nó cắn con này Thì giá đi lên Nếu nó cắn con này á Thì chuẩn bị cho cho con giá này Nha 1.600 Và 1.000 1.000 1, ,000, 1, ,000, 1 30 1.400 1.400 Nhưng mà nếu nó cắn con này Okay, cắn ngang chỗ này đó thì có thể là nó lên tới đây thôi rồi có nghĩa là sóng số số 4 đang được tạo ra sau đó sóng số 5 nếu nó không nằm trên con này, không nằm trên con này. Nếu nó không nằm trên con này á, xác suất là sóng số 5 sẽ xảy ra. Ok. À, không chỉ vậy nữa. Lúc mà nó đi lên, nghe lúc mà nó đi lên. Nó lên á nếu mà nó mạnh bạo đi lên, nghe nếu mà nó mạnh bạo đi lên. À, cái đó thì mình chịu mình khoan giải thích đi, ok. À, bởi vì um, tới lúc đó là mình giải thích ok cho là mình sẽ nói trước cho bạn luôn ok có thể là nó lên tới chỗ này thôi nghe nó lên gần tới chỗ này sau đó nó có cái sóng số 5 xảy ra ok là sóng số hồi sóng hồi xuống đúng không sóng hồi xuống xảy ra xong cuối cái sóng năm này nè nó mới quan trọng ok rồi sau đó nó sẽ có một cái sóng hồi đi lên có nghĩa là một hai ba đi lên cũng giống như mình đã vẽ sẵn mình uh, đã giải thích trong cái video của 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 bitcoin của bitcoin thì mình cũng đã giải thích cái vấn đề rồi À, lúc mà nó có ba cái lúc mà cái sóng hồi đi lên đó nếu mà 1 2 3 không thôi ấy, thì xác suất nó sẽ xuống thêm một đợt nữa. Nhưng mà tới đây kết thúc ở đây. Nếu mà nó lên 5 sóng 1 2 3 4 5 thì có nghĩa rằng á ok thì cái đó đó thì nó rất là tốt. Nếu 5 sóng đi lên tốt, ba sóng đi lên thì thì rất là xấu, nó sẽ có một cái sóng hồi nữa. Ok. Thì tới đó thì mình sẽ sẽ gọi là giải thích thêm một lần nữa cho bạn ngay bây giờ thì gọi là quá sớm để để giải thích bởi vì bạn sẽ không nhớ những cái cái thông tin như vậy đâu okay. cái nhớ là đây là cái vùng chống ngay bây giờ nghe trong cái vùng chống ngay bây giờ nếu mà cái con giá Ngay con giá mà nó rớt xuống một nghìn thì có nghĩa là đó không phải là còn sống, sống số 3 sống số 3 là cái sống lớn sẽ không còn xảy ra nữa ok ở dưới đây thì mình có chống lưng là mình có là một nghìn hai với 1.300 để mình bỏ nó lên trên bàn luôn cho bạn ok? Không nghĩa là nó xuống tới đó nha, không nghĩa xuống tới đó 1.200 nếu nó vẫn chống được, ok, xác suất vẫn là lên lên lại Ok, vẫn lên, lên lên, lại um, cái đợt hồi này thì mình nghĩ nó nằm cái vùng ở đây thôi chứ không tới nổi mà một ngày 1 một đâu nhưng mà mình vẫn bỏ lên trên bàn cho bạn để bạn coi là mình có những cái thông tin này trước ok mình có ghi vài thông tin xuống để mình coi thì mình có bỏ lỡ một cái thứ gì không không có thì mình sẽ chào nhau xác uh, suất nghe xác suất thì gọi là ngoại trừ nó đánh vỡ có một nghìn bảy hai mươi lăm cái nằm trên đó còn không có thì mình thấy là xác suất là sẽ xác suất nhiều ngay bây giờ là sẽ, sẽ có một cái sóng hồi nữa nghe và cái vùng vùng là vùng đây cái okay, sóng hồi nữa cái cái một nghìn hai nghìn ba chống lưng ở dưới thì mình cũng đã nói cho bạn rồi sau khi cái sóng năm á mình cần nó sau khi sóng năm mình cần một sự đột phá mà năm sóng đi lên ok thì đó là tốt còn mà đi lên mà ba sóng còn thôi á thì thì cẩn thận cẩn thận và cẩn thận nha cẩn thận um, mình ghi nó lên trên đây luôn đi ha ok có nghĩa là sau sóng số 5 mình cần cái impossible nha đột phá ok thì nó là tốt chữ cưa này uh, dừng rồi Ok. Còn mà sau after 5, sau after số 5 mà gọi là lết lết thôi đó. Ok. Uh, tùy thôi đó, tùy. Từ... Up thôi đó. Ok, thì nó là bạc. Ok. Sau sóng số, số 5, nếu mà nó có 3 sóng đi lên thôi, rề rề rề, lên đó thì nó sẽ sập nữa. Nhưng mà nếu mà nó 5 sóng đi lên đó mà nó mạnh bảo á, ok thì nó là tốt. Ok. Ok mình uh, mình bỏ thêm số con số 5 ở trong này nữa đi ok ok đó thì mình bỏ bên đây cho một cái sự nhắc nhở cho bạn thôi ok uh, sống số 4 thì đang còn đang diễn ra sống số 4 thì sống đang diễn ra trong có dịch à, vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nhớ để ý hai con số này hai con số này nếu nằm trên con số này sống đã uh, nếu mà nó nằm trên con 1725 thì nó đã thay đổi sống sống hồi này nó đã chuyển hướng tình lên nhưng nếu nó nằm ở dưới con một nghìn bảy xác suất là mình sẽ gặp thêm một cái sống hồi nữa vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào các bạn.